Sau 2 ngày đưa ra xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tuyên phạt 3 bị cáo, gồm Nguyễn Xuân Phú, 41 tuổi, trú quận Thanh Khê, 16 năm tù, Tôn Nữ Thanh Thảo, 36 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên Huế, 12 năm tù, Lê Thị Quỳnh Trang, 32 tuổi, trú quận Thanh Khê và Bùi Văn Tĩnh, 31 tuổi, trú tỉnh Hải Dương, đều chung mức án là 9 năm tù, cùng về tội tham ô tài sản. Theo cáo trạng, nhà máy sữa Đà Nẵng là đơn vị hoạt động theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Từ tháng 9 năm 2015, ông Võ Ngọc Sinh, 59 tuổi, là giám đốc nhà máy sữa Đà Nẵng, có ký hợp đồng mua bán dầu diesel với Công ty Cổ phần Dầu khí Quang Minh, tỉnh Hải Dương, do bị cáo Tĩnh làm giám đốc. Khoảng 4 tháng, ông Sinh trao đổi và thống nhất với Tĩnh về việc nhờ Công ty Quang Minh xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống bán dầu diesel cho nhà máy sữa Đà Nẵng. Sau đó ăn chia với nhau theo thỏa thuận. Ông Sinh chỉ đạo bị cáo Phú, trưởng ban kế toán và hai nhân viên thủ kho vật tư kỹ thuật là bị cáo Thảo và Trang thực hiện các thủ tục phối hợp với Tĩnh lấy hóa đơn giá trị gia tăng. Tháng 4 năm 2018, ông Sinh mất, Phú tiếp tục là việc làm này nhưng bị giám đốc mới phát hiện tố cáo. Tính từ tháng 3 năm 2016 đến nay, bị phát hiện, 4 bị cáo đã thông đồng cấu kết với nhau đề xuất 55 hóa đơn. Ngoài bản án được tuyên, các bị cáo phải bồi thường cho Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam số tiền gần 10 tỷ đồng vì hành vi tham ô.